Quý vị, đúng 7 giờ sáng nay ngày 2 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa Long An đã gỡ bỏ lệnh cách ly sau gần 34 ngày bị phong tỏa vì dịch COVID-19, trong niềm vui chung của tất cả y bác sĩ, bệnh nhân tại đây, đồng thời chính thức tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh. Trước đó, từ ngày 29 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa Long An phải thực hiện cách ly y tế vì phát hiện ca nhiễm COVID-19 tại đây. Qua quá trình truy vết, đã ghi nhận 68 ca mắc COVID-19 gồm nhân viên y tế, bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân và nhân viên thuê ngoài. Hiện bệnh viện không phát sinh ca mắc mới và đã khống chế được dịch bệnh. Trong những ngày cách ly, đội ngũ y bác sĩ đã cố gắng hết mình bất kể ngày đêm, vừa phòng chống dịch, vừa chăm sóc các bệnh nhân, đặc biệt điều trị thành công các bệnh nhân COVID-19 nặng. Với sự đoàn kết, đồng lòng, tinh thần trách nhiệm, tập thể y bác sĩ đã cùng nỗ lực vượt qua khó khăn để bệnh viện sớm trở lại hoạt động. Trong thời gian phong tỏa thì chúng tôi được sự giúp đỡ, hỗ trợ về nhiều mặt. Trong đó có Bộ Y tế, Viện Pasteur, Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy và các tỉnh bạn. Thì hỗ trợ về mặt chuyên môn, về tinh thần, kể cả vật chất. Anh em của chúng tôi là trong cái lúc làm việc rất là tích cực, hăng say, chống dịch như chống giặc, đồng lòng để chống dịch nhanh gọn, để mở cửa bệnh viện để phục vụ cho người bệnh. Trong thời gian cách ly, bệnh viện cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp chính quyền, nhà hảo tâm ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần, trở thành nguồn cổ vũ, động viên to lớn để y bác sĩ vượt qua khó khăn, tiếp tục cống hiến chiến đấu với dịch bệnh. Phong tỏa bệnh viện đó thì phải gọi là một cái cuộc khủng hoảng lớn, nó chưa có tiền lệ. Hơn 1.500 người có mặt tại bệnh viện, cũng nhờ cái sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền, các mạnh thường quân. Phải nói là sức mạnh của cộng đồng là một cái sức mạnh rất là lớn, cũng hung đúc được cái tinh thần giúp cho chúng tôi vượt qua những cái khó khăn, thách thức. Ngay trong ngày đầu bệnh viện mở cửa hoạt động trở lại, người dân rất phấn khởi, đến giờ để được khám bệnh từ rất sớm. Hoạt động khám chữa bệnh đảm bảo đúng quy định phòng dịch, nguyên tắc 5K. Tất cả người dân đến khám đều được phân luồng và thực hiện test nhanh kháng nguyên. Khi có kết quả âm tính mới tiếp tục quy trình khám chữa bệnh. Từ hôm xuất viện nay về đây tới nay là bệnh lợi mà không có lên bệnh viện được. Nay hôm nghe đài nói nay mở cửa mừng quá, chạy lên khám lợi nè. Hôm rồi trong trễ rồi nghe mở cửa là đi liền nè. Chứ không có thuốc nó mệt mỏi lắm. Chứ uống thuốc ngoài là nó cao giá. Còn vô đây thì có bảo hiểm đỡ hơn. Bệnh viện Đa khoa Long An là cơ sở y tế hàng đầu của tỉnh. Vì vậy, kết thúc cách ly bệnh viện góp phần rất lớn trong việc giảm áp lực cho ngành y tế đang bị quá tải vì vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo khám chữa bệnh cho nhân dân.